Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Một ngày hành thiện, mặc dù phước chưa tới, nhưng tai họa đã rời xa rồi. Báo ân, câu chuyện gặp khi trên đường đi thăm người thân. Xin Phật gia hộ cho con. Xin Phật gia hộ cho con. Xin gia hộ cho con đi đường được bình an. Đừng để cho con gặp phải thu dữ. Xin Phật gia hộ cho con. À, con hổ. Sao điều gì tôi sợ lại thường xảy ra thế này? Tôi phải làm sao đây? Mình phải chạy đi thôi. Mà tại sao con hổ này rống thê thảm quá vậy? Nếu mà bị thương, không được. Mình không thể nào chịu nổi tiếng rống buồn thảm này. Mình phải đi xem mới được. Nó đâu rồi? Nó đây rồi. À, nó đang đẻ con đây mà. Mà nó không biết phải làm sao. Thật là tội nghiệp quá đi. Mình phải giúp nó mới được. Thôi được, giúp nó thôi. Bình tĩnh nào, đừng có sợ nha. Tao đến để giúp mày mà. Đừng có sợ nhé. Được rồi, sẽ ổn thôi mà. Nó ra rồi. Ra rồi. Xem nè. Thật là một đứa kháo khỉnh nhé. Xin Phật gia hộ cho con. Ngày gì mà lạnh thế này? Làm ơn, đừng có chuyện gì rắc rối ở dọc đường.
À, con sói. Cứu với, cứu với. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Ủa, tại sao chúng nó lại bỏ chạy hết vậy? Thì ra do nó. Cảm ơn chư Phật.
Nam Mô A Di Đà.